Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Sau khi công khai tố cáo, đấu tranh chống tiêu cực, một số giáo viên của trường tiểu học Sài Sơn B, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã phải gửi đơn cầu cứu nhiều nơi vì bị trù dập, trả thù, thậm chí bị hành hung ngay trên bục giảng. Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Theo nghiên cứu tìm hiểu của truyền hình Người Đưa Tin Pháp luật, bà Nguyễn Thị Tuất ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, hiện là giáo viên trường tiểu học Sài Sơn B. Sau khi tố cáo một số sai phạm trong phân công chuyên môn, thu chi tài chính, giáo viên này có biểu hiện bị trù dập từ chính lãnh đạo trực tiếp của mình. Chồng của bà Tuất là thầy giáo trường tiểu học Sài Sơn B, cũng chung hoàn cảnh với vợ. Theo tìm hiểu, cô giáo Nguyễn Thị Tuất có thâm niên gần 30 năm công tác tại trường tiểu học Sài Sơn, sau tách ra thành Sài Sơn A và Sài Sơn B, gắn bó và đào tạo nhiều thế hệ con em nhân dân địa phương. Tôi về trường tiểu học Sài Sơn B thì là năm 91, 92. Tôi bắt đầu về trường tiểu học Sài Sơn B, bây giờ là chưa tách trường. Thì tôi khi bắt đầu tôi dạy từ năm đấy ở Sài Sơn B này thì rất nhiều phụ huynh học sinh tín nhiệm và nhiều người đã lên tận ban giám hiệu để xin được học lớp của tôi. Năm 2019, cô cùng chồng của mình là thầy giáo Phan Viết Nhân cùng giảng dạy tại trường tiểu học Sài Sơn B phát hiện và tố cáo lãnh đạo nhà trường thu nhiều khoản phí vô lý. Vụ việc đã làm dư luận xôn xao và phụ huynh học sinh thì rất đồng tình với việc làm của vợ chồng cô Tuất. Nhưng sau vụ việc trên, công tác giảng dạy của hai vợ chồng cô Tuất gặp nhiều khó khăn. Sức ép từ ban giám hiệu trường tiểu học Sài Sơn B đã khiến cô không được đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm như trước đây. Thay vào đó, cô bị giao phó làm nhiều công việc không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên như lao động vệ sinh, trực thay bảo vệ, phòng chống dịch, giáo viên dự bị. Thầy Nhân, chồng cô Tuất thì bị chuyển khối dạy thường xuyên. Thực tế ra là cả hai vợ chồng là những người dám nói ra những cái điều mà từ trước đến nay chưa ai dám nói về vấn đề thu chi và cả vấn đề chuyên môn. Chuyên môn thì nhà trường bị sai đề rất nhiều lần rồi. Kể cả đề khoa sử địa, có những năm là đề khoa phải hủy bỏ, sau đó học sinh thi lại. Gần đây nhất là năm lớp 5 của học sinh là vào năm học 2018 và 2019. Bài thi cuối năm học mà cho học sinh thi lại thì không còn thời gian nữa. Và cũng bị sai trong đề khoa. Và chính vì vậy cho nên đã bị coi như áp lực của nhà trường đã đẩy xuống phải dạy khối 4 và đẩy nhà tôi lên dạy khối 4 khối 5 và bản thân tôi bị đẩy xuống dạy khối 2 khối 3. Trong khi đó có những người ở trường là hiện nay 20 năm nay người ta vẫn chỉ có một khối. Cô Tuất ngậm ngùi cho biết năm học 2018-2019 lớp 2A do cô chủ nhiệm có 4 phụ huynh gửi đơn lên nhà trường yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm vì cho rằng cô Tuất vi phạm đạo đức, đối xử với anh em, hàng xóm không tốt. Dù sau đó, đa số phụ huynh lớp 2A đã có đơn đề nghị gửi ban giám hiệu nhà trường cho cô tiếp tục dạy học, nhưng nhà trường vẫn chuyển cô Tuất sang chủ nhiệm lớp 2D. Năm học 2019-2020, chấp hành theo sự phân công của ban giám hiệu nhà trường, cô Tuất chủ nhiệm lớp 2D. Trong quá trình giảng dạy, ban giám hiệu không cho cô Tuất dạy buổi 2, mặc dù gần 100% phụ huynh có đơn đề nghị cho cô được tiếp tục dạy học. Cuối năm học, các em học sinh lớp 2D đều tiến bộ, phụ huynh ghi nhận nhưng vẫn bị hội đồng nhà trường xếp loại cô Tuất không hoàn thành nhiệm vụ nhằm mục đích để năm học sau không cho cô làm giáo viên chủ nhiệm và buộc thôi việc. Năm học 2020-2021, cô Tuất bất ngờ được ban giám hiệu nhà trường phân công đảm nhiệm dạy hai môn lịch sử và địa lý của khối 4 và khối 5. Môn học không phải là thế mạnh về chuyên môn của cô, nhưng không lâu sau lại xuất hiện nhiều đơn đề nghị không cho cô Tuất giảng dạy từ phụ huynh ở các lớp khối 5. Lúc này, cô Tuất tiếp tục bị phân công làm các công việc khác như vệ sinh, trực công tác phòng dịch, làm giáo viên dự bị. Điều này khiến cô Tuất vô cùng bức xúc và ấm ức. Bởi lẽ, từ một giáo viên gần 30 năm gắn bó với nghề gõ đầu trẻ, phụ trách các khối 1, 2, 3, tại trường tiểu học Sài Sơn B cùng nhiều thành tích tốt trong công tác giảng dạy lại bất ngờ bị chuyển sang dạy cho các lớp khối 4, 5 và phân công cô làm những công việc trái với chức năng nhiệm vụ của một nhà giáo sắp tuổi nghỉ hưu. Tôi có chỉ cho ban giám hiệu thấy là nhà trường thu chi sai, ra đề sai Nhưng mà khi mà để chứng minh được cái sai của ban giám hiệu, ví dụ như là thu tiền điện, thu tiền vệ sinh này, những cái khoản tiền mà nhà nước không cho thu, thì thấy tôi phát hiện ra cái sai của nhà trường lại, thì bấy giờ ban giám hiệu lại càng ra sức là dồn tôi đến tận chân tường. Tôi dạy đến năm đấy, năm học sinh của lớp 2A đề nghị tôi theo lớp. Đầu tiên thì chỉ có độ 4 phụ huynh không đồng ý thôi, văn bản vẫn có, mọi cái dân giấy tờ vẫn có, đề nghị tôi theo lớp. Đầu năm học năm nay của năm học 2021 thì đầu năm là đầu tiên là bắt phân tôi dạy chiều cuối 4 năm, cuối năm. Nhưng cái cuối năm từ xưa đến nay là được ưu tiên một buổi dạy, nhưng mà phân tôi vào để nhằm để kích động phụ huynh thôi. Thế thì sau đó nói là phụ huynh có đơn không cho tôi dạy, thì bắt tôi đi làm vệ sinh thì tôi cũng đi, bắt tôi đi làm chống dịch, bắt tôi ngồi trực ở phòng chờ, bắt tôi ngồi trực ở cổng trường như bảo vệ ấy, thì tôi cũng làm. Thế rằng đến lúc tôi làm hết các việc thì không làm nào thì bắt tôi nghỉ việc. Thì tôi nghỉ việc nhưng mà lại không cho tôi biên bản, không cho tôi văn bản. Tôi hỏi thì bảo là xuống phòng giáo dục mà hỏi. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cô Tuất giảng dạy các lớp ở khối 4, 5 đã không ít lần cô bị các cháu học sinh khối 5 quấy rối, hành hung, bắn đạn giấy vào người. Vào khoảng 18-19 thì Sở Giáo dục có về thanh kiểm tra về cái vấn đề thu chi này. Thì sau đó thì khoảng 2 ngày sau tôi lên lớp thì học sinh của khối 5, chủ yếu khối 5 thôi ạ, quậy phá, lấy thước, lấy dép, dứ vào mặt tôi. Thì tôi cũng không mắng, tôi bảo là các con không được làm thế. Đến sau đó thì lớp 5D ạ, học sinh 5D là trùm khăn, trùm áo đồng phục nên cướp đồ của tôi ngang nhiên luôn. Và lấy thước đánh tôi phải lùi vào tận trong xó bàn giáo viên ấy. Rồi thì là lấy vòng chun bắn đạn giấy vào mắt tôi. Sau đó thì tôi đi Quốc Oai điều trị 4 ngày không đỡ, thì tôi phải ra viện mắt trung ương điều trị, thì đến nay đã đỡ rồi nhưng vẫn phải nhỏ thuốc. Thì tôi báo cáo ban giám hiệu nhà trường, thì ban giám hiệu kể cả tôi báo cáo tất cả trong cuộc họp tổ, trong ban họp hội đồng tôi cũng báo cáo, nhưng mà hiệu trưởng cứ bảo là không thấy báo cáo gì. Nghiêm trọng hơn, hiện cô Tuất đang bị cho nghỉ dạy ở nhà không lý do. Cô Tuất cho rằng việc ban giám hiệu nhà trường không cho cô lên lớp giảng dạy mà không hề có văn bản, quyết định nào của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hà Nội hay Bộ Giáo dục là việc làm trái với quy định pháp luật. Hơn nữa, cô Tuất còn cảm thấy đó là những hành vi trù dập, hãm hại đến danh dự và công tác giảng dạy của cả hai vợ chồng mình nhằm mục đích giải quyết tư thù cá nhân. Quyết định là sang dạy có những môn sử địa, chưa có trang văn bản bắt dạy, đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cho nghỉ một tuần không có văn bản nào. Thế thử hỏi, từ trước nay nhà trường điều hành theo kiểu pháp chế nhà nước hay điều hành theo cá nhân? Để làm rõ vấn đề mà cô Tuất bức xúc cầu cứu, truyền hình Người Đưa Tin Pháp luật tìm đến trường tiểu học Sài Sơn B để tìm hiểu, ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, ngôi trường này luôn cửa đóng, then cài. Cán bộ, nhân viên của trường có những biểu hiện vi phạm luật báo chí một cách nghiêm trọng như liên tục tìm cách ngăn cản phóng viên tiếp cận. Dù trước đó, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã có công văn số 54 hướng dẫn phóng viên làm việc trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường. Dư luận hoài nghi việc cô Tuất đang gặp phải những khó khăn trên là đòn trả thù có chủ đích khi đứng ra tố cáo tiêu cực của lãnh đạo nhà trường. Nhưng truyền hình Người Đưa Tin thì không muốn tin điều đó nên vẫn cố gắng liên hệ với ban giám hiệu nhà trường bằng nhiều cách, cả trực tiếp và gián tiếp, cả nhắn tin và gọi điện. Dù những cuộc điện thoại đi chỉ nhận được những tiếng kêu tút tút vô nghĩa. Gần 30 năm đứng lớp, cống hiến cho công tác trồng người, vợ chồng cô Nguyễn Thị Tuất và thầy Phan Viết Nhân luôn là giáo viên gương mẫu, đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và thi đua. Riêng cô Tuất đã có 6 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, từng đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Thế nhưng, chỉ vì dám đứng lên đấu tranh, vạch trần những dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của nhà trường, nay lại có nguy cơ phải ra khỏi ngành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đang dương cao ngọn cờ phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát biểu tại hội nghị về xây dựng Đảng rằng chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen, không trong sáng. kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ. Truyền hình Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc ở bài sau. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.